Kem chống nắng La Roche-Posay có nâng tông không và nguồn gốc từ nước nào được nhiều người quan tâm, nhất là những người chú ý tới nguồn gốc xuất xứ. La Roche-Posay là tên thương hiệu xuất hiện từ rất lâu và có đa dạng các sản phẩm bày bán tại các trung tâm thương hiệu, shop mỹ phẩm. Hãy cùng shop tìm hiểu rõ hơn về sản phẩm kem chống nắng hãng này trong video bên dưới nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem chống nắng kiểm soát dầu La Roche-Posay có kết cấu dạng gel, thẩm thấu nhanh trên da và không gây nhờn rít. Chất kem có màu trắng đục nên khi bôi lên da khá dễ chịu và hơi nâng tone nhẹ nhé. La Roche-Posay được biết là một thương hiệu kem chống nắng nổi tiếng có xuất xứ từ nước Pháp. Dòng sản phẩm này được cung cấp bởi tập đoàn mỹ phẩm danh tiếng L'Oréal. Thương hiệu mỹ phẩm đình đám đã hình thành từ năm 1975, cho tới bây giờ qua mấy chục năm phát triển đã khẳng định được uy tín, chất lượng, giá thành phải chăng và công hiệu sử dụng tốt nên vẫn rất được ưa chuộng. Kem chống nắng La Roche-Posay hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem chống nắng La Roche-Posay hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.